Cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy và đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam có thể được dự World Cup thế giới nhờ cơ hội đặc biệt này. Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ chủ tịch Liên đoàn bóng truyền Philippines, ông Suzaza đã cho biết khu vực châu Á sẽ được quyền đăng cai giải vô địch World Cup nữ 2025 môn bóng truyền. Theo đó có 5 quốc gia được Liên đoàn bóng truyền thế giới chấp nhận đấu thầu là Việt Nam, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Thái Lan. Vị chủ tịch Liên đoàn bóng truyền này cho biết những gì chúng tôi nắm bắt được là sẽ có 5 quốc gia châu Á đấu thầu để đăng cai World Cup nữ 2025. Tất nhiên là bao gồm cả chúng tôi, Philippines, các đội bóng truyền của nước chủ nhà cũng sẽ được đặt cách tham dự. Nếu như Việt Nam quyết định đầu tư lớn, cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy cùng với đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ được tham dự giải vô địch thế giới World Cup 2025. Trước mắt nhà thi đấu Đại Yên tại Quảng Ninh có khả năng sức chứa 5.000 người và cũng có thể mở rộng thêm 700 chó, được xem là địa điểm đạt yêu cầu cho một giải đấu cấp độ quốc tế. Trong trường hợp mà chúng đấu thầu nhà thi đấu có thể nâng cấp lên để đặt chân thế giới đây được xem là cơ hội cho bóng chuyền của việt nam